Xin chào các bạn, và bây giờ mình mới tập yoga xong ha. Thì bây giờ mình sẽ review cái quần này ngày hôm qua mình mới mua về các bạn. Mình sẽ review cho các bạn xem. Đó, cái này thì giải rất là mát, giải rất là mỏng các bạn, giải rất là mỏng ha. Rồi nó có những cái đường gân này nè, đó đường gân đó. Thì mặc rất là thoải mái ha, rất là thoải mái. Nhưng mà hôm qua mới mặc vô thử xong cái nó bị tưa, nó bị tưa sau lưng, tưa một đường luôn đó. Đó. Nhưng mà cái form lên rất là đẹp các bạn, cái form ha, cái form lên đẹp. Thì cái này các bạn có thể mặc với lại cái áo tập thể dục mà nó gắn tới đây nè, nó áo ba lỗ á, thì nó rất là đẹp ha. Tại mình không có áo ba lỗ, mình mặc cái áo gì ha. Thì nói chung cái này cũng được, cái này nhìn nó cũng 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 đẹp đó. Giải thì nó rất là mịn ha, rất là mịn, dai, nhưng mà ý là mình sợ nó bị bong á, bong cái ấy. Đó, bây giờ người ta tập xong người ta đi ra rồi các bạn. Thì nói chung là cái quần này mặc rất là êm, rất là thoải mái khi mà mình tập những cái động tác cơ rồi đó, khum người nè, khum người rồi căng căng chân ra vậy đó, thì nó rất là thoải mái, nó không có bị y như là mệt á, không có bị mệt. Với lại cái này là cái lưng cao á các bạn, cái lưng cao thì mình mặc nó ôm lên á, nó kéo cái ống lên á, cho nên là mình không có sợ nó bị gì ta, bị tuột xuống á. Tại thường thường những cái quần mà lưng thường á thì cái khi mình tập mình khum người xuống thì cái phần lưng này nó bị tuột xuống dưới đây miếng, là mình phải hay kéo lên. Còn cái này là nó là form lưng cao luôn rồi ha. Đó, cái này thì nó hơi sáng một xíu nên mình có thể cho các bạn xem ha. Ok, và tạm biệt các bạn nha.